Đó, tôi quay toàn cảnh cái nhà thờ này cho các bạn xem nha. Đó, bữa nay là lễ Thanksgiving nha các bạn. Đó, bây giờ chuẩn bị vô nhà thờ này ăn nè. Anh Chánh với chị Chánh mời mình đi vô trong nhà thờ này để ăn cho biết ăn cái Thanksgiving của đạo ở đây nó như thế nào. Rồi mời các bạn xem cái video mình nha. Mình bắt đầu mình vô đó, mình quay đó. Trong nhà thờ đó không? Vô nhà thờ đấy các bạn ơi, để kiếm chỗ đậu, để kiếm chỗ đậu xe. Mấy người Mỹ thì vô ăn, vô nhà thờ đi chơi ăn uống. Đợi anh Chánh là em vô ha. Dạ, đợi em vô chụp không? Em anh chụp thôi. Đó, đi ăn thì còn sách về nữa kìa các bạn, thấy không? Có hai ông đó cho quà đem về, với nó sách về. Cho quà sách về. Ông nghe vỏ ra chứ kìa. Ừ, đó, ông này cũng ôm mình, thấy không? Lát mình vô mình ăn xong mình cũng ôm, giờ một ôm về mới được. Lát em quay nha, anh ôm nha. Đậu xe đó ổn ha anh. Rồi bây giờ mình vô, vô nhà thờ. Đường này cỏ xanh đẹp quá. Trồng hai cỏ là đẹp quá anh. Hình hả? Sắp hàng, ok. Vô sắp hàng các bạn ơi. Happy Thanksgiving. How are you? Hello. How are you doing? Happy Thanksgiving. What's the hour? For the Thanksgiving dinner? 11 to 2. Okay. So we started a little early today because they were ready. 11 to 2. What about the seats? And there's food in the parking lot as well to take home if you want some extra. Oh, yeah, the rabies vaccine finally. Yeah, okay. Very nice. Do you like it? Very cute. House there? Hỏi anh cái mày các bạn. I'm ready to go. Go. Oh, okay. Can you get me a bag? Yes, please. Thank you. Wait, you said a little bit. Wait, you said a little bit.
I asked for turkey. That's why it's just right. All white. Happy holidays. Thank you. There we go. What's there? Người gà heo. Yeah. Where do you like it? Right over here? All right. How about it? Some white meat for you, sir? No dark meat. Black. Hello. You're not going to change your mind? Okay. Go help. Yeah. Help. Okay, and a couple of these smaller pieces here. Second here, sorry. Here we go. Okay. One, how about this one? Our turkey's animal. What I mean is, you know, it's. Okay. Thank you. What's in there? Here we go. Enjoy. Happy Thanksgiving. Thank you. Hi, how are you? Thank you. Like this? Thank you. Do you want a little Charlotte? I know what you need to Thank you. Do you want cranberry or parsnips? Do you want any? You want some of this? Thank you. Hey, I want you to get a picture of this. Thank you. There you go. Thanks. Oh, no, I'll find it. Hey, Lisa. Anybody need to đông quá các bạn ơi, vui quá đó, ăn miễn phí nha các bạn, để tiếp đãi rất là đàng hoàng, đồ ăn rất là sạch sẽ, rất là vui vẻ. Ăn cái viên Mỹ là lớn, các nhà thờ đều có đãi gì hết nha các bạn. That's just me. On the last number.
Okay, I'll bring that to you. Chở nguyên xe rồi vậy đó, ngoài đó là phân phát thì các bạn đem về đấy các bạn, nhưng mà ra đó lấy thức ăn đem về, hay thích cái nào thì khách về cái đó, họ cho mình đem về luôn, các bạn thấy không? Rất là đông vui, rất là đông vui các bạn ơi. Take the caps off. Yes, that we don't need to request. Quay vào túi anh nè. Jim nào, the husband of Sweeney. Jim Sweeney, how is he doing? Đây, đồ ăn. Nó có hình mình chứ. Đó, các bạn thấy không? Ông cha đó, ông cha ngồi ăn đó. Đó, ông cha ở đây đó các bạn. Ông cha này khỏe quá ha. Hai lần rồi mà không có cái duyên đi. Đây là rất là mình dân các bạn. Không có... Không phải làm cha mà muốn ăn ngồi trên cao mà ăn có người hồng khẽ hạ nha. Phải không anh? Ông cha này là cứ ăn với dân chúng luôn. Nó ngồi chung với bàn dân chúng ngồi ăn luôn. Đó, các bạn thấy ngồi ăn không? Đó. Đó, ông cha đó. Có đủ hai lần mà hai lần không phải muốn làm cha làm gì làm thấy không? Mình phải sống với dân ta chứ, phải làm dân chứ, phải ngồi ăn chung với dân nhà mới có tình thấy không? Đó, ăn xong là có người lại dùng lại. Xe bánh đều đi nhỏ, hai đi nhỏ nó đi đẩy bánh đều được luôn, dễ thương quá. Em thử miếng thì chị. Anh nói tôi mới biết á, tôi tính là ông cha không có xuống cái này ngồi ăn đâu. À, tại vì tôi không biết ông cha là ông nào. Ông cha lại bắt hai. Anh ở đây anh chị mới biết. Không ngồi ăn kìa. No, no. Không ăn bình dân này ha. Rồi ăn rất là bình dân. Vẫn nói chuyện tiếp xúc với em bé, vẫn nói chuyện bình thường. Ông cha bên Mỹ là vậy đó các bạn. Không biết ông cha ở các nước khác rồi không biết sao mình không biết. Nhưng mà thật tế tôi quay ở đây ông cha bên Mỹ là vậy đó cho các bạn xem đó. Ông cha ngồi ăn như là một ông dân chứ không phải là ông cha là ông dân. Một tín đồ. Một tín đồ, một người dân của Mỹ. Rồi ăn xong rồi bắt đầu uống cà phê nha. Nhiều đủ rồi chị ơi. Ủa, ăn với bánh. Khốn, khốn. Ăn chung với bánh thôi. Ăn này miếng khốn mà. Cơm nè. Ăn cơm nè. Đây là đường. Đường muối tiêu đủ thứ các loại. Anh ăn gì ché ra muối, muối tiêu đây nè,
đâu rồi, hai bà nó đi đâu rồi? Đây. Rồi ra ngoài có thùng rác nè. Thùng rác á. Đây nha các bạn, lấy bánh đem về nha các bạn. Đó, cho đồ ăn đem về. Đó, các bạn thấy không? Rồi, lấy cái bọc. Rồi đi về dài để nó lấy đồ ăn. Cho đồ ăn khách về. Củ hành, táo, cam, đó các bạn thấy không? Có cái nước mà giống nước Mỹ này không? Vô cho vô nhà thờ ăn phi, rồi ra có cho đồ sách về nữa. Cái này giống như cái lọc vậy. À, cái lọc. Như đi chùa là cái lọc đó. Rồi giờ chị đi bộ về lắm hả? Rồi ok. Rồi thank you. Bye bye, chiều gặp. Nó 4 giờ. Rồi rồi hôm nay đi nhà thờ các bạn quay cho các bạn xem ăn Thanksgiving như vậy đó, để cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ chia tay cái video này nha các bạn. Các bạn có thấy thích video này nhớ like và subscribe, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn. Đó nhà thờ đó. Rồi ba chị. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.